Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Tiểu thư, xông ra ngoài, Tử Chiến. Đúng, tiểu thư, Tử Chiến đi, chúng ta không sợ chết, cho dù có chết cũng chết ở trên lãnh thổ này. Ai cũng không được chiến đấu. Nhưng mà tướng quân ngài ấy... Câm miệng. Nỗi khổ của tiểu thư sao chúng ta sao có thể chưa hiểu được chứ? Giả sử Tử Chiến, tướng sĩ của khắp thành đều sẽ chết. Tiểu thư, chúng ta không sợ chết. Ta không chịu được, ta muốn báo thù cho tướng quân. Quay lại. Phóng. Giết. Nhanh lên. Mau quay lại đây. Xảy ra chuyện gì vậy? Rút quân, Ma Việt quốc và Liệp Vân quốc đang còn rút quân. Nếu như hai nu ốc tấn công mãnh liệt vào thành, Đoạn Nhẫn tuyệt đối sẽ không thể giữ được. Cường giả thần bí đánh chết tướng quân quá mạnh, hắn lại không có ra tay lần nữa. Lâm Phong chậm vãi lìn ra không đến mà phanh thây nó đi. Ma Việt và Liệp Vân, tại sao lại muốn rút quân? Lẽ nào là muốn dụ chúng ta ra khỏi thành? Chúng ta rút đi đâu? Bên ngoài mấy nghìn dặm đều là dãy núi tĩnh mịch. Chiến cục tốt như vậy, tại sao lại phải lui xa như vậy? Hơn nữa vẫn là ở trong Ma Việt cảnh của các ngươi. Tâm tư của hắn ta làm thế nào mà có thể biết được? Chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được rồi. Chúng ta đã hứa trước rồi, công phá thành Đoạn Nhẫn, chúng ta đem đại quân thuận thế mà xuống, một lần tiêu diệt hoàng thành Tuyết Nguyệt. Không có ai giữ ngươi, ngươi có thể ở lại nơi này, đi phá thành Đoạn Nhẫn. Hừ, thuận thế mà xuống, một lần tiêu diệt hoàng thành Tuyết Nguyệt, nực cười. Muốn ở lại thì ở lại. Liệp Vân quốc chờ đợi mệnh lệnh. Tiểu thư, Liệp Vân quốc đóng quân rồi, chỉ còn lại một nhánh quân đội, chúng ta chiến đấu thôi. Đúng, tiểu thư, chiến đấu đi, bọn họ đưa xác của tướng quân đi, nếu không đột phá phong tỏa của Liệp Vân quốc, chúng ta đến ngay cả xác của tướng quân cũng không thể nào nhìn thấy được. Tam quân chỉnh đốn, chuẩn bị một ngày, đeo khăn tang, chuẩn bị Tử Chiến. Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé. Phụ thân, con gái bất hiếu, đến ngay cả xác của người đều không thể giữ được, cũng không thể báo thù cho người. Bây giờ con sẽ dùng sức mạnh của Tam quân Tử Chiến, hy vọng người sẽ không trách con.